Các bạn nữ nên tuyệt đối cẩn trọng với các hình ảnh của mình khi đăng tải chúng lên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook nha. Bởi vì hiện nay kẻ xấu có thể sử dụng công cụ mang tên deepfake để biến chúng thành một bức ảnh không mặc đồ. Các bạn có hiểu ý tôi không? Hiện tại thì người ta đang giao bán dịch vụ này với giá là $2, tức là khoảng 40.000 đồng. Và các trang báo đài gần đây họ cũng đã đăng rất nhiều thông tin liên quan đến vấn đề này nhằm cảnh báo mọi người về mối nguy hại của nó. Điển hình như lừa đảo chuyển tiền qua video call, nhưng không chỉ dừng lại ở đó, gần đây lại có thêm một phương thức mới, đó là deepfake, và phát tán nó trên mạng xã hội nhằm sử dụng cho các mục đích bất chính. Trước đây thì ứng dụng deepfake chủ yếu là ghép mặt người này vào mặt người khác, còn hiện tại là biến một bức ảnh bình thường thành một bức ảnh dựa trên trí tuệ nhân tạo AI. Một trong những ví dụ về deepfake đình đám nhất trong những ngày qua là hình ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin nhảy múa trên TikTok và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị vây bắt. Vậy nên hãy cẩn trọng khi chia sẻ hình ảnh cá nhân của mình trên mạng xã hội, vì deepfake có thể biến chúng thành nội dung độc hại và ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự của bạn.